Xin chào các bạn, chúng ta đang quay trở lại với Gặp Nhau Cuối Ngày trên S Channel. Và ngay bây giờ thì hãy cùng mình tổng hợp lại những tin tức của ngày hôm nay, những tin tức nổi bật và đáng chú ý nhất có trong Gặp Nhau Cuối Ngày ngày hôm nay 30 tháng 3 nhé. Mới đây thì nữ hoàng nội y Ngọc Trinh đã bị trộm đột nhập vào nhà và lấy đi đồng hồ trị giá 13 tỷ đồng, hiện tại đang gây xôn xao mạng xã hội. Cụ thể thì theo một nguồn tin cho biết, Ngọc Trinh mới đây cũng đã trình báo lên phía công an thành phố Thủ Đức về việc bị trộm nhiều tài sản có giá trị lớn, trong đó có bộ sưu tập đồng hồ lên tới 13 tỷ đồng. Tài sản của cô bị mất cắp ở căn nhà thuộc phường Phú Hữu, thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó thì trên TikTok cá nhân của Vũ Khắc Tiệp, anh cũng đã đăng tải đoạn video trích xuất camera an ninh trong nhà của Ngọc Trinh. Trong video thì Ngọc Trinh vẫn đang mặc đồ ngủ, ban đầu còn lo sợ nên chỉ đứng từ trên nhìn xuống. Nhưng mà dường như là phát hiện ra điều bất thường, nữ hoàng nội y đã vội vã chạy xuống nhà. Theo Vũ Khắc Tiệp cho biết, Ngọc Trinh thấy cướp nhưng vẫn giả vờ ngủ. Đến khi cướp qua phòng túi thì Trinh chạy ra kéo cửa và la hét lên. Chia sẻ về sự việc này thì phía quản lý của Ngọc Trinh đã xác nhận rằng đã xảy ra vụ việc trên. Người này cho biết Ngọc Trinh đã bị mất đi 13 chiếc đồng hồ với tổng giá trị rơi vào khoảng 15 tỷ đồng. Và hiện tại thì phía Ngọc Trinh cũng đã báo công an và đang chờ đợi hướng để giải quyết. Mới đây thì những người đồng nghiệp và bạn bè thân thiết của streamer Misty, ví dụ như là Linh Ngọc Đàm, Quang Quấn hay là Uyên Pu v.v. đã cùng nhau chia sẻ kênh YouTube mới của Misty và kêu gọi fan của họ hãy đăng ký theo dõi. Trước đó, sau khi thông báo là kênh YouTube của mình bị đánh gậy bản quyền và có nguy cơ mất kênh, thì Misty và công ty chủ quản của mình đã không đưa ra bất kỳ thông tin gì sau đó. Sau gần nửa tháng chờ đợi, thì người hâm mộ của Misty đã tỏ ra bất ngờ và lo lắng khi mà Misty đã chuyển sang hoạt động trên kênh phụ là Misty Play, có khoảng 60.000 lượt sub. Cho tới mới đây thì trước động thái liên tục chia sẻ và kêu gọi subscribe kênh YouTube mới của Misty từ những người đồng nghiệp thân thiết của cô, các fan của Misty đã cho rằng kênh YouTube với 6 triệu lượt sub đã mất vĩnh viễn. Rất nhiều người hâm mộ cũng đã để lại những bình luận ở dưới các status của các streamer để thể hiện sự tiếc nuối thay cho Misty. Và hiện tại thì kênh YouTube của Misty sau lời kêu gọi của các đồng nghiệp thì mới chỉ đạt khoảng hơn 100.000 sub. Có lẽ là phải mất một thời gian khá dài nữa thì Misty mới có thể đạt được con số sub như kênh cũ của mình. Liên quan đến sự việc các quảng cáo thuốc đông y gia truyền đang xuất hiện quá dày đặc trên YouTube thì mới đây Google cho biết họ bỏ tất cả những quảng cáo thuốc vi phạm chính sách của nền tảng này. Được biết thì trong thời gian gần đây, nhiều người dùng YouTube tại Việt Nam đã bắt gặp rất nhiều những quảng cáo với nội dung quảng bá thuốc đông y gia truyền, chữa trị sỏi thận hay là điều trị xương khớp hay là viêm xoang v.v. Các video chứa nội dung quảng cáo sai sự thật này thì thường lồng ghép một số những đoạn video phỏng vấn những người chữa khỏi bệnh và phần tư vấn của các giáo sư, tiến sĩ và chuyên gia y tế. Thậm chí những quảng cáo này còn được cắt ghép logo của đài truyền hình, làm giả những hình thức ví dụ như là phóng sự truyền hình để đánh lừa người tiêu dùng. Theo các cơ quan có thẩm quyền thì những loại quảng cáo này hoàn toàn sai sự thật và không có đúng công dụng như họ vẫn nói về sản phẩm của mình. Và trước sự việc trên thì trong một phản hồi mới đây, ICT News, đại diện của YouTube đã cho biết khi phát hiện thấy những quảng cáo vi phạm chính sách của mình, chúng tôi sẽ nhanh chóng gỡ bỏ chúng. Tuy nhiên, do chính sách của Google áp dụng chung cho tất cả các nền tảng và không có chính sách riêng về quảng cáo thuốc cho thị trường Việt Nam, nên là việc quảng cáo có vi phạm chính sách hay không thì Google cần phải có thời gian để xem xét và sẽ gỡ bỏ chúng nếu như vi phạm. Mới đây thì VinFast đã đồng loạt khai trương 64 showroom và kết hợp với trung tâm trải nghiệm Vin3S tại 30 thành phố trên cả nước. Được biết thì hệ thống showroom mới của VinFast thì tập trung vào 3 chức năng chính, đó là bán hàng, dịch vụ và hỗ trợ. Tất cả đã được đặt trong không gian rộng rãi tới khoảng 300m2 với màu xanh dương làm chủ đạo. Những đường nét thiết kế tối giản và kết hợp với hệ thống ánh sáng mang tới hơi hướng công nghệ và tương lai, cũng như là đem đến cho khách hàng một không gian trải nghiệm hiện đại và thân thiện. Theo lộ trình thì hệ thống sẽ không ngừng được VinFast triển khai và hoàn thiện đồng bộ với 3 khu vực chính: khu vực trưng bày xe máy điện VinFast, khu vực trải nghiệm các sản phẩm và khu vực hệ sinh thái Vingroup, cũng như là khu vực xưởng dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Với việc khai trương đồng loạt 64 showroom và kết hợp với trung tâm trải nghiệm Vin3S, hiện tại thì hệ thống showroom, đại lý và xưởng dịch vụ của VinFast đã chính thức được mở rộng lên tới 182 địa điểm. Sự kiện này thì đã đánh dấu rõ nét cho cam kết vững chắc về chất lượng, uy tín, công nghệ và an toàn của hãng xe hàng đầu Việt Nam này với khách hàng trên khắp cả nước. 64 showroom mới này cũng chính là dấu mốc để khởi động cho kế hoạch triển khai đồng bộ hệ thống 450 showroom và kết hợp với trung tâm trải nghiệm Vin3S trong năm 2021 này của VinFast, với mục tiêu mở rộng cơ hội để tiếp cận và trải nghiệm cũng như là sở hữu các sản phẩm ô tô, xe máy điện thông minh, an toàn và thân thiện với môi trường tới với mọi người dân tại Việt Nam. Vào sáng ngày hôm nay 30 tháng 3 thì Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã mở một phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Tấn Hậu, 29 tuổi, nam tiếp viên hàng không của hãng hàng không Vietnam Airlines, về tội đã làm lây lan bệnh dịch truyền nhiễm gây nguy hiểm cho con người.
Tại phiên tòa ngày hôm nay thì Hậu đã khai sau khi đi máy bay từ Nhật Bản hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, bị cáo được xe chở về khu vực cách ly tập trung của Vietnam Airlines. Tại đây thì bị cáo ở lầu 5 cùng với 32 người. Trong thời gian về cách ly ở địa phương, Hậu được anh Liễu Minh Sang, 33 tuổi, là giáo viên rủ đi ăn uống nên đã rời khỏi nhà. Về điều này thì Hậu cho biết mình đã không tuân thủ đúng quy định cách ly. Tuy nhiên thì Hậu cho rằng hành vi của mình chưa đến mức bị xử phạt hình sự. Bị cáo phân trần là sự chủ quan do gặp nhiều khó khăn khi cách ly tại nhà, không ai hỗ trợ bị cáo việc ăn uống hàng ngày cả. Qua quá trình xét hỏi thì Viện Kiểm sát cũng đã nhận thấy đây là một vụ án mang tính chất nghiêm trọng. Hậu biết mức nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19 nhưng vẫn chủ quan và không thực hiện đúng quy định cách ly ở nơi cư trú để làm lây lan dịch bệnh cho người khác. Tuy nhiên thì Viện Kiểm sát cũng đã ghi nhận Hậu đã thành khẩn khai báo phạm tội lần đầu nên là cơ quan công tố đã đề nghị tòa xem xét để giảm nhẹ và đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt 2-3 năm tù và cho Hậu được hưởng án treo và phạt bổ sung bị cáo 50 triệu đồng. Cáo trạng nhận định ban quản lý cơ sở lưu trú cách ly tập trung của Vietnam Airlines đã không quản lý và giám sát chặt chẽ, dẫn đến việc là Dương Tấn Hậu đã tiếp xúc trực tiếp với hai nữ tiếp viên hàng không khác. Tuy nhiên thì việc tiếp xúc này thì xuất phát từ sự tự phát và thiếu ý thức của cá nhân. Bên cạnh đó thì vai trò của các thành viên trong ban quản lý là kiêm nhiệm, không phải là lực lượng chuyên trách để phòng và chống dịch COVID-19. Nhân lực làm việc tại khu cách ly tập trung cũng không đủ để giám sát và quản lý đối với từng cá nhân. Do đó thì nhà chức trách không có đủ căn cứ để xử lý hình sự với các cá nhân có trách nhiệm ở ban quản lý. Cáo trạng cũng xác định là tổng thiệt hại về vật chất là khoảng 4,4 tỷ đồng. Ngoài ra còn thiệt hại về chi phí vật chất và việc ảnh hưởng đến cuộc sống của khoảng 2.000 người dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm 861 người cách ly tại cơ sở cách ly tập trung và 1.400 người cách ly tại nơi cư trú. Hành vi của Hậu là nghiêm trọng, đã xâm phạm đến sự an toàn về tính mạng cũng như sức khỏe của cộng đồng và xã hội. Do đó cần phải xử lý nghiêm thì mới có tác dụng đối với bị can và răn đe cũng như là phòng ngừa chung. Các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã cùng nhau tổng hợp lại những tin tức của ngày hôm nay, những tin tức nổi bật và không thể bỏ qua có trong Gặp Nhau Cuối Ngày ngày 30 tháng 3. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào, chúc bạn ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối ngày mai nhé.